Là sự kiện có ý nghĩa thúc đẩy việc tiêu dùng cũng như đẩy mạnh phát triển sản xuất bền vững tại Việt Nam, triển lãm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại vừa được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương phối hợp với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Với quy mô hơn 30 gian hàng, quy tụ hơn 20 doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước tham dự, triển lãm đã thu hút khoảng 25.000 lượt khách tham quan. Sự kiện này là cơ hội để doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp xúc với các đối tác, mô hình sản xuất xanh, tăng cường giới thiệu, mở rộng quy mô sản xuất, hoạt động. Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm tiêu dùng xanh, tham gia các hoạt động tương tác, tăng cường nhận thức và ý thức về tiêu dùng bền vững, hiểu được vai trò của người tiêu dùng trong việc thúc đẩy quá trình sản xuất tiêu dùng bền vững. Đây cũng là cầu nối để ghi nhận đầy đủ thông tin, tham khảo ý kiến phân tích, đánh giá đa chiều từ các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, hiệp hội trong nước và quốc tế để kịp thời đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, thay đổi phương thức quản lý hướng đến sản xuất sạch, định hướng thay đổi hành vi của người tiêu dùng hướng đến mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.